Thành phố Uông Bí là đô thị loại 2 thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm tại phía Bắc Việt Nam, giữ vai trò là trung tâm phía Tây của tỉnh. Với ưu thế là gần với thành phố Hạ Long và thành phố Hải Phòng, thành phố Uông Bí là đô thị có tiềm năng phát triển nhờ kết nối với các đô thị lớn. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung đô thị Uông Bí là vào khoảng 300 km2, gồm toàn thành phố Uông Bí, một phần thị xã Đông Triều và một phần của thị xã Quảng Yên. Thành phố Uông Bí có vai trò là đô thị trung tâm phía Tây tỉnh Quảng Ninh, phát triển dọc theo quốc lộ 18, trở thành trung tâm y tế, giáo dục của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố có nhiều công trình công nghiệp lớn như mỏ than Vàng Danh, nhà máy nhiệt điện, khu công nghiệp Phương Nam và cả Điền Công. Phía Bắc là núi, trong đó có nhiều công trình là văn hóa di sản lịch sử như quần thể di tích danh thắng Yên Tử, Thiên Viện Trúc Lâm, Chùa Ba Vàng. Tại thành phố Uông Bí, cùng với việc xây dựng các trọng điểm thương mại mới tại phía nam khu phố hiện hữu, sẽ xây dựng đô thị cửa ngõ mới phía Tây và đô thị đại học ở phía Đông. Bốn trọng điểm này sẽ hình thành vành đai đô thị vững chắc giữa quốc lộ 18 và đường tránh quốc lộ 18. Nhờ đó, có thể bảo tồn được những dãy núi tự nhiên giàu đẹp của vùng đất trũng phía Nam. Ngoài ra, phía Nam vành đai đô thị với các trọng điểm công nghiệp và nông nghiệp, phía Bắc có các chức năng về dòng lịch sử tự nhiên như khu vực Yên Tử, Hồ Yên Trung và mỏ than Vàng Danh. Cùng với việc mở rộng liên kết các chức năng riêng rẽ sẽ kết nối toàn thể vành đai đô thị. Giao thông đối ngoại của khu quy hoạch là quốc lộ 18, đường tránh quốc lộ 18, quốc lộ 10 và đường sắt. Trong tương lai, dự kiến sẽ xây dựng đường cao tốc, đường sắt một dây và mở rộng cảng. Trục Đông Tây và trục Bắc Nam trở nên rất quan trọng khi xây dựng vành đai đô thị. Tại trung tâm thành phố Uông Bí có hành lang cây xanh bảo vệ tuyến dầu với chiều rộng 130m chạy qua. Quy hoạch chung lần này đề xuất xây dựng tuyến đường sắt một dây dọc hành lang cây xanh bảo vệ tuyến dầu này. Đường sắt một dây có năng lực vận chuyển hơn xe buýt, lại gọn nhẹ hơn so với tàu điện. Đường sắt một dây vận hành bằng điện nên thân thiện với môi trường và vận hành chính xác, hình thành đô thị nền mới lấy ga đường sắt làm trung tâm, không phụ thuộc vào các phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy trong phạm vi 1 km. Tại mỗi ga sẽ bố trí công trình trường học, công trình công cộng nhằm hình thành không gian nhộn nhịp trước ga. Nhờ việc kết nối các đô thị mới, lấy nhà ga làm nơi trung tâm, tuyến đường sắt một dây sẽ hình thành nên vành đai đô thị lớn. Hành lang xanh bảo vệ tuyến dầu không chỉ là đất cây xanh đơn thuần để xây dựng công viên, khu vui chơi giải trí, bảo vệ sinh thái thể dục thể thao. Trục Bắc Nam là bộ mặt của đô thị Uông Bí. Đường Trần Hưng Đạo và sông Sinh kết nối với chùa Ba Vàng ở phía Bắc, đi qua trung tâm hành chính, công viên quanh hồ đến các trọng điểm xây mới ở phía Nam. Khu vực phía Nam sẽ xây dựng trung tâm thương mại lớn ở phía Bắc, kết hợp ga đường sắt một dây. Tòa tháp đôi trước ga và trục dọc đi chùa Ba Vàng sẽ thành bộ mặt của đô thị mới. Phía Nam của ga sẽ xây dựng các trung tâm thể dục thể thao mới, bao gồm các chức năng trị thủy và thân thiện với mặt nước. Việc tổ sức sống mới vào khu vực trung tâm hiện hữu rất quan trọng, xây dựng các tuyến đi bộ quanh hồ, công viên, nằm gần các trung tâm hành chính, hình thành nên các khu vực văn hóa, thương mại là nơi giải trí cho người đi bộ. Khu vực phía Đông xây dựng Đại học Hạ Long mới trở thành trung tâm văn hóa giáo dục, khoa học kỹ thuật. Giáo dục sẽ đào tạo con người sẽ phát triển các ngành công nghiệp sẽ phát triển đô thị. Khu vực này được kỳ vọng trở thành đô thị đại học, khu vực trọng điểm đầy sức sống mới nhờ liên kết các trường đại học và các chức năng đô thị khác nhau. Địa điểm phía Tây là đầu mối giao thông giữa các đường đi Hà Nội, Hạ Long, Yên Tử và Hải Phòng, là vị trí rất thuận lợi về mặt giao thông. Tại vị trí này, cùng lúc xây dựng các bến xe buýt và ga đường sắt một dây sẽ bố trí thêm các khách sạn, công trình thương mại, công trình du lịch để hình thành trọng điểm du lịch cửa ngõ. Chìa khóa phát triển của Uông Bí trong tương lai đó là công nghiệp và du lịch. Phần đất nông nghiệp khu vực phía Tây sẽ hình thành khu công nghiệp cao, tận dụng lợi thế khu công nghiệp Phương Nam và cảng Điền Công hiện có để xây dựng các khu công nghiệp, hình thành các khu công nghiệp sạch công nghệ cao. Khu công nghiệp phía Tây chế biến thực phẩm, các ngành nghề tập trung lao động. Khu công nghiệp phía Nam, vật liệu xây dựng, cơ khí. Khu công nghiệp mở rộng phía Đông, lắp ráp và công nghệ cao. Yên Tử là cái nôi của nền Phật giáo Việt Nam, là di tích lịch sử quan trọng, đang được đưa vào danh mục đề cử di sản văn hóa thế giới. Cùng với việc bảo vệ tự nhiên, văn hóa, lịch sử, sinh thái là xây dựng các trọng điểm du lịch cửa ngõ tại khu lân cận. Nút giao thông với đường cao tốc không chỉ là quần thể di tích Yên Tử, mà cần đưa toàn thành phố Uông Bí thành khu du lịch. Để làm được điều đó, cần tạo ra những sản phẩm du lịch đa dạng dựa trên đặc tính từng khu vực để đáp ứng nhu cầu đa dạng, từ đó để xây được khu du lịch phát triển bền vững.
Kỷ nguyên mới của thành phố Uông Bí sắp bắt đầu. Uông Bí, thành phố xanh thông minh, trung tâm phía Tây tỉnh Quảng Ninh, tràn ngập sức sống của con người và công nghiệp, hài hòa giữa truyền thống và đổi mới.